Hi, xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ trình bày cách tạo sung bằng mô phỏng. Thì cái mô phỏng này sẽ tạo sung BWM có tần số và độ rộng sung khác nhau. Thì đây mình sẽ sử dụng hai phương pháp là sử dụng cái hàm analog write và cái chân xuất ra của Arduino mà mình mô phỏng đó, là chân số 5 và chân số 6. Chân số 5 hoặc là chân số 6. Và cách thứ hai là mình sẽ sử dụng cái timer số 0 trong Arduino. Thì đây là mình sẽ thực hiện các bước là mình sẽ chọn kiểu so sánh là thường hay đảo, rồi chọn kiểu counter là ăn cưa hay tam giác, rồi chia tầng như thế nào, và cuối cùng mình sẽ có được cái tần số của sung xuất ra là theo công thức số 1 và độ rộng sung theo công thức số 2. Rồi ở đây mình sẽ có một cái hình để mô tả là không, mình sẽ làm cái phần tạo sung bằng analog trước. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái chương trình Rotate lên ha. Là cái chương trình mô phỏng á. Lần trước mình có làm cái video hướng dẫn phần này á. Tức là mô phỏng Arduino trên Rotate. Rồi các bạn tạo một cái project mới và sau đó save lại. Ở đây mình đã tạo project rồi nè. Hiện tại thì cái project của mình chưa có gì hết. Bây giờ mình sẽ đưa cái Arduino vào. Mình sẽ chọn là Component Mode. Đây mình sẽ có Arduino này ha. Đó, Arduino. Ở đây chọn lại đi. Mình sẽ chọn Arduino Uno. Arduino Uno. Rồi. Ok, select chuột vào đây nó sẽ hiện lên cái Arduino. Rồi click cái nữa. Rồi. Sau đó mình sẽ chọn cái thằng một cái dao động ký oscilloscope. Đây oscilloscope. Để lên đây. Rồi mình sẽ zoom này to lên tí. Rồi ok. Tiếp theo là mình sẽ chọn một cái counter. Counter. Mình dùng để đếm cái tần số á. Đếm tần số ha. Sao nó chưa ra nhỉ? Counter timer. À không, mình sẽ chọn component trước. Counter timer. Rồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái chân số 5 ha. Mình sẽ nói về chân số 5. Ở sơ cấp thì cái chân A mình sẽ nói về chân số 5. Tức là mình vừa quan sát được dạng sung mà mình vừa quan sát, mình vừa tính được cái tần số của nó. Rồi các bạn click vào trong cái counter này nè để mình chỉnh cái lỗi tần số. Time nè, frequency. Chọn frequency ha. Ok. Rồi, oscilloscope thì cứ để nguyên. Rồi, tiếp theo là mình sẽ mở chương trình Arduino lên để mình tạo sung có cái tần số khác nhau, không cái tần số xác định đó, từ cái analog write. Rồi mình sẽ mở Arduino lên ha. Thì cái chân mà B5 á, B5 B6 á, thì nó ra tần số xác định là khoảng 900, nếu không là 950. Và cái tần số này mình không có thay đổi được nếu như mình sử dụng hàm analog write. Tuy nhiên là nếu như mình sử dụng timer thì mình có thể thay đổi được tần số bằng cách chia tầng nó ra. Và chọn cái phương pháp counter. Rồi để mình giấu cái này đi. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng phương pháp là write. Analog write á, analog write. Analog write thì cho chân số 5 ha. Vậy là mình sẽ analog write chân số 5 và nó sẽ có cái độ rộng sung là 25% chẳng hạn, là vòng tư đó, 25%. Ok, dưới này cứ để hàm lớp bình thường đó.
Rồi sau khi sale xong đó thì mình sẽ tạo cái file binary để mình nạp vô trong chương trình mô phỏng của mình. Rồi cái file binary nó sẽ xuất hiện ở đây để mình view cái này theo thời gian cho dễ nhìn. Đây file binary chính là file này nè, đó mình mới vừa tạo xong nè. Rồi bây giờ mình vào trong cái chương trình mô phỏng của mình liên tới cái file đó, mình sẽ chọn file đó ha. Ở đây có sẵn này. Mình sẽ chọn là ngày đồ chấm hết nè, rồi bấm ok. Rồi ok cái nữa, rồi sau đó mình sẽ chạy mô phỏng nha, mình sẽ chạy mô phỏng, bấm play. Đó, nó sẽ hiện lên các pseudocode cấp cho mình và nó tính luôn cho mình được cái tần số là 970 mấy đó, 976 Hz, tức là nếu như mình sử dụng cái hàm mà analog này nè thì mình sẽ cho cái hàng số 5 này, chân số 5 này nè, một cái tần số xác định là 976 Hz. Rồi còn độ rộng của nó thì như thế nào, bây giờ mình sẽ tắt cái kênh, mình tắt kênh C, kênh B tắt luôn, kênh D tắt luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ zoom cái này lên ha. Ở đây là chỉnh về nó gọi là gì ta, à độ cao xung không, chỉnh cái độ phân giải mà theo điện áp, tức là một ô đây thì nó tương đương với 5 mV đó. Rồi giờ mình sẽ chỉ như giữa cho dễ nhìn ha. Ok rồi dưới này thì mình sẽ có thanh để chỉnh thời gian, tức là một ô này là hiện tại nó đang là 1 mili giây, thì giờ mình tăng lên đi, à, mình giảm xuống chứ, đó thì mình giảm xuống. Ví dụ như hiện tại ở đây một ô nó đang là, một ô đang là 0,1 mili giây. Rồi mình bấm vào câu sơ để mình đo ha, mình đo xem là cái độ rộng của cái xung này bao nhiêu, từ đây tới đây là 1,2 mili giây đó. Còn cái ô này 1,2 mili giây. Rồi bây giờ từ 1,2 mili giây này nếu mình chia ra thì nó sẽ ra đúng cái tần số này. Rồi bây giờ mình sẽ tính xem là cái thằng này nó sẽ bao nhiêu nha. Khoảng 100 micro giây. 100 micro giây. 100 micro giây mà mình chia cho 1 mili giây. Em mình chia cho 1 mili giây. Tức là F của nó, à không phải F mà là độ rộng xung á. Độ rộng xung duty cycle thì nó sẽ bằng cái giá trị mình đo được là hồi nãy là nhiêu ta, 100 micro giây, 100 micro giây mình chia cho 0,1 mili giây, có nghĩa là chia cho, không hồi nãy là 1 mili giây chứ, tức là một khoảng 1.000, vậy đây nó sẽ bằng là 10% đó, xung có độ rộng 10%. Thì mình để ý hồi nãy cái giá trị này nè nó chính là 25, mình chia cho cái timer này, nó cái loại này nó là 8 bit, tức là 256, thì nó cũng tương đương là khoảng 10% đó, tương đương khoảng 10%, tức độ xung 10% đó. Tức là cái chỗ mà mình set ở đây nè, 25 này nè, 25 mình chia cho 256 thì được 10%, và mình đo trên mô phỏng là đúng, đó là 10%, và tần số sau nó xác định là 976. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ qua lỗi thứ hai ha, nhưng mà cái tần số này không thay đổi được thì mình sẽ sử dụng cái timer để mình thay đổi được cái tần số này. Thì cái timer này mình sẽ diễn tả như sau. Rồi ở đây mình sẽ có cái hình để mình
xem là sử dụng thăm mờ thì nó tạo xung bằng cách nào ha. Thì trong cái con Arduino Uno, cái hình này mình tham khảo trên trang arduino.vn, thì ở đây mình sẽ có một cái dao động thạch anh bên trong Arduino, tần số xác định của nó là 16 MHz đó. Thì 16 MHz này thì nó gọi là tần số F-block. Rồi sau đó nó sẽ qua cái bộ chia tầng, thì bộ chia tầng này mình sẽ chọn được cái giá trị rescaler. Thì rescaler này nó sẽ có là 28 32 64 24, tức là ví dụ lấy 16 chia cho 2 thì mình sẽ được 8 mê. Rồi sau đó tiếp theo nó sẽ dùng cái counter để nó đếm. Thì cái counter này muốn mô tả, mình sẽ có cái hình ở dưới đây để mô tả. Đây thì counter này hiện tại tham không á, tham M0 lúc nào nó cũng đếm từ 0 cho đến giá trị cao nhất của nó. Hiện tại cái top đang là 255, top đang là 255, tức là nó lúc nào cũng đếm theo tần số này hết, ổ theo cái giá trị này hết. Và khi mà đã đếm được tới cái value này á, ví dụ như mình xét cái value là 200 chẳng hạn, và phân nửa đi, 124 đi, 224, thì nếu như mà nó vượt qua cái giá trị này rồi á, khi mà đếm như thế này đây, các bạn lấy từ điểm này nha, từ điểm này nó đếm lên, nó lấy counter đếm lên, và counter thì nó theo cái tần số này nè, theo cái tần số mà B clock này nè, tần số mà sau khi chia tầng á, vậy là khi nó đếm lên đến 200 124 á, lúc đầu nó là một ha, nó đếm tới 124 á, thì lớn hơn giá trị đó thì bắt đầu cái xung nó sẽ trả về không, xung về không. Rồi tiếp tục nó sẽ đếm lên cho tới 255 á, tới cái top top value á, này là top value nè, tiến tới đây thì nó dừng, nó không đếm nữa. Sau đó tiếp tục nó trả qua dòng thứ hai, cho chu kỳ thứ hai, thì lúc này mình sẽ tạo được cái xung như thế này. Đây là cái xung của nó. Rồi qua chu kỳ thứ hai thì tiếp tục nó sẽ tạo xung thứ hai. Vậy là mình muốn thay đổi độ rộng xung á, thì mình chỉ cần thay đổi cái giá trị mà value này, cái giá trị mà đường màu xanh nè. Ví dụ như hồi nãy mình chọn là 25 đúng không? Chọn 25. Nó chọn là 25 thì mình sẽ ra được cái xung mà 25 chấm nè. Đó, nó đếm theo chiều cao là từ 0 cho tới 25. Rồi sau đó nó bằng value, rồi lớn value, rồi bắt đầu nó trả giá trị là 0 lại, nó đếm tiếp cho đến 255. Và nó qua chu kỳ tiếp theo. Thì nó sẽ thay đổi được độ rộng xung dựa vào cái value này. Còn cái top value của timer 0 thì nó xác định 8 bit là 255 rồi, mình không thay đổi được. Có cái timer 1 với 2 ấy, mình có thể thay đổi được cái giá trị này. Rồi cái tiếp theo là tới đây đi ha. Counter các bạn đã hiểu rồi. Rồi tiếp theo là làm sao để tính được cái tần số để mình ra được công thức á. Như vậy là cái xung này, một cái xung răng cưa này nè. Khi mà counter á, nó sẽ counter là 256 lần thì hết cái xung này. Có nghĩa là ví dụ như cái xung ban đầu mình có tần số là cái xung mà B clock á, sau recaler có tần số là 8 MHz, tức là 8 8 triệu. À, tần số là 8 triệu. À, 8 triệu. Thì ở đây mình đếm là 256 lần. Như vậy thì cái xung mình tạo ra được á, cái xung dưới này nè, từ đây tới đây nè, nó mình tạo ra được á, thì có phải là nó bằng là 8 triệu 8 mê chia cho 256 thì nó ra được khoảng là 31.250. Như vậy thì dựa ở đây mình sẽ tính được cái tần số, và cái tần số này nó sẽ là một số chia hết cho những cái recaler này, tại vì ban đầu nó là 16 mê mà, và nó là 16 mê mà. Đó là sau khi mà hạ tầng xuống á, thì mình mới có cái xung B clock ở đây, rồi sau đó mình chia cho cái top value nữa, tức là số counter mình điểm á, mình sẽ được cái tần số này. Thì tần số này tần số cuối cùng. Như vậy là nếu như cái này á, nếu dùng mình dùng cái bộ chia tầng này mà mình không chia á, thì có nghĩa ở đây nó là 16 mê 3 4 5. Thì xung cuối cùng của mình nó sẽ có tần số lớn nhất là 62.500. Đó, 62.500. Còn cái xung analog nãy mình tạo ra thì tạo ra nó là 64, chắc là nó chia
Rồi chút xíu mình sẽ có công thức để tính lại cái này. Ok. Rồi, vậy là chỗ này các bạn hiểu á, mình có thể tạo được xung cái độ rộng khác nhau và xung cái tần số khác nhau dựa vào cái value ha, value. Còn tần số thì mình sẽ dựa vào cái giá trị recurrent để mình thay đổi cái tần số này giảm bao nhiêu để chia ra được. Rồi, mình sẽ có một cái nói về cái timer, tức là cái thanh ghi. Ở đây cái timer đây mình đang sử dụng là timer 0. Thì timer 0 này nó sẽ có hai thanh là A và B. Ở đây mình sẽ có tổng cộng là 8 bit từ 0 tới bit 7. Thì cái thanh ghi mà 0A, 0A và 0B nha. Rồi 0A thì mình sẽ có thể thay đổi được những cái thông số là thứ nhất là mình sẽ chọn được ở đây cái này. Mình sẽ chọn được là xung này có đảo hay không. Đó, đảo hay không chính là này. Đây là không đảo này. Nó không đảo này, còn dưới này là đảo này. Tức là hai cái bốn cái bit này là hai cái bit 6 và 7 này nè. Là tương ứng với lại là cái pin số 6. Còn hai bit 4 và 5 tương ứng với lại cái pin số 5. Rồi, mình muốn thay đổi giá trị mình sẽ dựa vào cái bảng này. Ví dụ như là mình không muốn đảo thì mình set là 10. Ví dụ hiện tại đây mình đang set 10 là không đảo nè, cả hai kênh đều không đảo hết. Rồi. Cái tiếp theo nữa là bit 0 và bit 1. Bit 0 với 1 thì các bạn coi cái nào là cái kiểu counter, là kiểu gân cưa hay tam giác. Nếu kiểu gân cưa là kiểu này. Ha, gân cưa là kiểu này. Còn dưới đây mình sẽ có một cái kiểu tam giác. À, kiểu tam giác. À, cái hình đó mình chưa đi vô. Nhưng mà tạm thời các bạn cứ hiểu kiểu răng cưa trước đi, còn kiểu tam giác mà họ sẽ nói tiếp. Rồi mình sẽ chọn kiểu răng cưa ha. Kiểu răng cưa. Kiểu răng cưa thì ở đây mình sẽ chọn cái MWGM 00 này nè. Là bit 0 và bit 1 á sẽ hai giá trị là 11. Đó mình sẽ chọn 11 thì nó sẽ ra kiểu răng cưa. Đó, ra kiểu răng cưa. Rồi như vậy ở đây lỗi xung của mình sẽ là không đảo gì răng cưa. À, không đảo răng cưa. Rồi tiếp theo là mình chọn cái hệ số chia tầng. Hệ số chia tầng là ở đây mình sẽ có cái bảng thì nó sẽ liên quan tới lại cái thanh ghi 0B. Thanh ghi 0B thì mình sẽ quan tâm đến là ba cái bit đầu tiên là 0, 1, 2. Đó là 0, 1, 2. Rồi bây giờ mình muốn chọn cái tần số nào, chia tầng bao nhiêu. Ví dụ như giờ mình muốn chia tầng là 64 đi chẳng hạn, là sẽ set là 01. Rồi đây sẽ set là 01. Ok, set 01. Rồi qua đây. Ở đây mình sẽ có cái bảng để mình lấy được thông số. Vậy là BWM, cái lỗi xung BWM mà mình tính theo không đảo hay răng cưa gì đó thì mình sẽ có cái code này. Code này mình hồi sẽ viết trong Arduino, trong cái code để lập trình Arduino. Rồi recaller là 8 nha. Thì mình sẽ tương đương với cái code này. Rồi bây giờ liên quan tới tần số nè. Ví dụ như giờ recaller nó đang là 8, xung F ban đầu là 16 mê, thì mình sẽ tính được xung B block á, mình lấy 16 mê mình chia cho recaller chia cho 8 thì nó ra là được như đây là 2 mê. Rồi top value của mình hiện tại nó đang là 256 ha, top value 256. Vậy là từ 256 và dựa vào top value recaller thì mình sẽ tính ra được, mình sẽ tính ra được cái này nó là 7812. Recaller là 8, để mình xem lại coi bên kia mình set cho đúng gì nha. Nếu recaller là 8 thì bên cái bảng này mình set recaller nó sẽ là 8, à là 10 chứ, 10. Như vậy thì ở đây sẽ là 0. Ok, đây là 0. À, đây là 0. Rồi còn cái độ rộng xung đất T-cycle á, thì mình sẽ dựa vào value. Ví dụ mình nhập nha value là 50 thì sẽ có mã code của thằng pin số 6 á, là OCR0A là 50. Thì mình lấy 50 này nè. Mình chia cho thằng là top value thì mình sẽ ra được tần số. À, đây chính là tần số của nó. Rồi tương tự vậy đó với pin số 5 ha. Rồi mình sẽ dựa vào cái mã code này mình sẽ điền vào trong code Arduino.
để mình nạp vô mô phỏng thử xem cái xung nó ra được dày và ra được cái risk là 20 không ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở code lên. Trên này mình sẽ đóng lại nha. Mình sẽ mở cái code hồi nãy lúc đầu của mình đó. Rồi đầu tiên á, là mình sẽ bin mode cho 5 và 6 output nè. Rồi tiếp theo là mình sẽ reset. Mình sẽ reset cái này. Mình reset cái thanh ghi nó cho nó về không hết. Rồi tiếp theo là chọn cái loại mode. Ở đây mình chọn là fast mode thì mình điền cái TCCG0E này là 0B1. Nó điền một trang vậy. Rồi tiếp theo recaller của mình đang là 8 đúng không? Recaller đang là 8. Thì mình sẽ điền cái giá trị này vào TC0B nè. Đó. Rồi, tới TC là 50. 50 thì mình chia cho 256 mình sẽ được 20%. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo file binary này để nạp vào chương trình mô phỏng nha. Rồi để mình kiểm tra xem là đúng hay sai ha. Ok. Chương trình mô phỏng hồi nãy mình đã link tới cái file đó rồi, thì bây giờ mình chỉ cần tắt mình chạy lại là nó sẽ nhận thôi. Để xem nó đúng không. Rồi giá trị của mình ra là 7812. Ok. Đây, 7812. Đó có nghĩa là mình tạo cái sung cái tần số là 7812. Rồi, bây giờ mình thử mình đo cho cái này nha. Mình đo thử xem nó đúng là rồi số nó sẽ ra là 127 micro giây. Thì nếu như mình chia ở đây là bằng 127 micro giây. À lấy 1 chia chứ. 1 chia cho chu kỳ thì sẽ ra được tần số 127. Mình nhân cho 1 triệu 123 micro giây mà. Đó, nó sẽ ra được 7874. Thì do mình đo cái này bằng mắt thường cho nên nó cũng tương đối thôi. Ok. Rồi tiếp theo là độ rộng sung. Độ rộng sung thì mình sẽ phóng to này lên tí. Rồi độ rộng sung thì mình chỉ cần đo hai này thôi. 25,5 à, 25,5. 25,5 mình chia cho 127 đó. 25.5 chia 127 đó thì nó ra khoảng 20% ha, 20%. Rồi ok, như vậy là mình đã tạo ra được cái sung mà có tần số và có cái độ rộng khác nhau dựa vào những cái thông số, ví dụ như là loại sung, là sung răng cưa, rồi tần số recaller và các value để mình có thể điều chỉnh được cái độ rộng sung. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái loại là xung này mà đảo ngược lại xem sao. Xung này đảo ngược lại ha. Xung này đảo ngược lại inverter là 11. Như vậy thì ở đây inverter là 11. Bây giờ mình sẽ cho cái thằng pin số số 6 là đảo đi. Pin số 6 là đảo, vậy đây sẽ là 1. Rồi, như vậy thì trên đây mình sẽ ra được cái này, mình copy cái này qua bên code. Cái mã này qua bên code ha. Cái mã này qua bên code là fast này. Rồi, như vậy là kênh số 6 nó sẽ đảo lại. Kênh số 6 đảo lại. Bây giờ mình sẽ gắn mình export nó trước. Tạo file binary. Rồi dựng cái này lại ha. Vậy là B này mình sẽ gắn với lại kênh số 6. B gắn kênh số 6 nha. Rồi cho đó mình sẽ cho nó chạy lại. Rồi biên dịch xong chưa? Ok, biên dịch xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy mô phỏng lại. Mình mở cái kênh B lên. Mở kênh B là ở đây. Rồi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nè. Cái xung đảo ngược thấy không? À, nhìn thấy xung đảo ngược rồi không? Kênh B là kênh màu xanh nước biển nè. Đó, xung nó đảo ngược lại. Tức là mình chọn lại cái chế độ đảo thì xung nó sẽ đảo ngược lại. Rồi một cái nữa mình cần nói là về cái loại xung.
Ở đây là sung răng cưa, sung răng cưa nha, sung răng cưa. Thì mình còn một cái loại sung nữa là sung phát, sung hình tam giác. Đó. Thì đây là sung hình tam giác. Thì các bạn xem là thấy nó có khác gì so với sung răng cưa nha. Thì tam giác là hai lần của răng cưa đúng không? Hai lần răng cưa. Có nghĩa là thay vì nó đếm bên đây sung răng cưa là đếm từ 0 cho tới top, từ 0 cho tới là 255, tức là đếm 256 lần. Trong khi sung hình tam giác á, thì nó đếm từ 0 nè cho tới top là 256. Nó đếm tới 255. Rồi sau đó nó sẽ đếm tiếp tục nữa để trả về 0 lại. Như vậy là nó sẽ đếm 2 lần. Nó đếm tới 512 lần. Có nghĩa là cái sung này nó sẽ có cái độ rộng không, tức là cái tần số của nó sẽ thấp hơn phân nửa bên đây. Như vậy thì đối với sung mà tam giác á, cái sung tam giác á, thì cái công thức này nè mình phải chia và nhân cho hai nữa, tức là nó sẽ là như thế này. Ở đây mình sẽ nhân cho hai nữa, vì có phải là tần số nó giảm một nửa ha, tần số giảm một nửa. Và tương tự vậy đối với độ rộng sung cũng vậy luôn. Thì các bạn hãy thấy độ rộng sung nè, độ rộng sung hiện tại nó cũng gấp đôi lên, về độ rộng sung nó cũng tương tự cũng lấy value chia cho top value là sẽ ra được độ rộng sung. Ok rồi, bây giờ mình thử thay đổi một cái tần số bằng với 970 mà cái analog ray tạo ra, thì đây là khoảng recover là 60 64 ha, recover là 64. Thì mình sẽ chỉnh lại cái giá trị recover này là 10. Rồi, copy cái này qua vô code thôi. 10 recover 10. Đó. Rồi, sau đó mình sẽ tạo lại file binary, import binary. Rồi, sau đó qua bên mô phỏng để xem lại. Mình tắt cái này nha. Stop. Chạy lại. Rồi. Thì các bạn sẽ thấy thằng này là 7800. À, vẫn như cũ à, chưa cập nhật rồi. Nên là mình cần là sum là 917. Rồi để xem lại cái mình sai chỗ nào nha. À mình chưa sửa cái này, 64 là 11 chứ. 64 là 11. Đây 11. Thì cái này sẽ là 11 ha. 11. Ở đây sẽ là 64. Ok, làm lại. Sai chút xíu rồi mà. Rồi, chạy mô phỏng lại nè. Rồi, bây giờ stop. Start lại. Lên. Ok. 976 Hz. Rồi, còn ở đây thì sao? Ok, được chưa? Rồi, các bạn muốn thay đổi độ rộng sung thì mình chỉ cần thay đổi cái chỗ value thôi. Ví dụ như này mình muốn cái độ rộng sung 50%, mình chọn 125. 125. Muốn 900 thì 126 đi. 127. 127 ha. 127. Sửa cái này lại thành 127 thì sẽ ra được độ sung là 50%. Cả hai kênh luôn ha. Ok, làm lại cái nữa rồi chúng ta kết thúc video này nha. Rồi, stop, start lại. Đó. Coi như là cái phần mức cao và mức thấp là bằng nhau nè, là độ rộng sung 50%. Rồi nếu các bạn muốn chỉnh mà tần số có những giá trị nó khác với cái recaler theo cái hệ số chia tần này á, ví dụ như 864 hay là 1024 thì mình sẽ dùng timer 1 hoặc là timer 2. Timer 0 này thì cái tần số này xác định rồi và nó sẽ ảnh hưởng đến cái delay của và cái hàm milli milliet á, trong Arduino mà mình thường hay chạy delay rồi đó. Còn timer 1, timer 0 thì sẽ không ảnh hưởng.
Thì hammer 1, hammer 0 thì sẽ nó xài chân khác, như là chân số 3, số 9 hay 11 gì đó. Thì cái đó nếu có thời gian mình sẽ làm thêm cái video tiếp theo á. Rồi video này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.